đã đun nấu sạch sẽ, gọn gàng, không tốn nhiều diện tích. Xin chào các bạn! Sự ra đời của tủ nấu hấp đa năng công nghiệp đã giúp cho việc nấu cơm và chế biến thực phẩm ở các quán ăn, nhà hàng, khách sạn và bếp ăn công nghiệp trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện nay thì có hai loại tủ phổ biến, đó chính là tủ hấp nấu đa năng dùng điện và tủ hấp nấu đa năng dùng ga. Việc lựa chọn loại tủ sử dụng nhiên liệu nào cũng là vấn đề gây đau đầu với đa số khách hàng. Vậy nên lựa chọn tủ nấu cơm bằng điện hay là bằng ga? Hãy cùng Newsun tìm hiểu câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, về nguyên lý hoạt động của tủ hấp nấu đa năng dùng điện và dùng ga thì đều giống nhau, đó chính là cả hai dòng tủ này đều hoạt động theo chu trình đun sôi nước và sử dụng hơi nước do quá trình đun sôi làm chín cơm và thực phẩm. Chỉ có điểm khác biệt đó chính là tủ nấu hấp bằng điện thì sẽ sử dụng nhiên liệu điện và gia nhiệt bằng hệ thống thanh nhiệt, còn chiếc tủ nấu hấp bằng ga ở kia thì sẽ sử dụng gia nhiệt bằng hệ thống ống đốt ga và sử dụng van ga gia đình. Xét theo mức độ an toàn thì các dòng sản phẩm tủ nấu hấp công nghiệp của Newsun đều được đảm bảo an toàn tốt nhất khi sử dụng. Khi nào nên sử dụng tủ nấu hấp đa năng dùng điện? Để trả lời cho câu hỏi trên thì trước tiên chúng ta sẽ cùng xem là ưu điểm và nhược điểm của tủ nấu hấp như thế nào nhé. Tủ nấu hấp dùng điện sử dụng nhiên liệu để truyền năng lượng vào thanh nhiệt, chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng, từ đó mà ra nhiệt và đun sôi nước trong khoang hấp. Chính vì vậy mà ưu điểm của tủ nấu hấp dùng điện đó chính là đun nấu sạch sẽ, gọn gàng, không tốn nhiều diện tích, sử dụng tiện lợi, vận hành đơn giản và đảm bảo an toàn thông qua hộp điện điều khiển, có thể cài đặt thời gian và nhiệt độ chính xác, đảm bảo chất lượng cơm và thực phẩm thơm ngon hoàn hảo nhất. Đặc biệt là hộp điện thì có thêm automat chống giật, có khả năng tự động ngắt khi xảy ra sự cố về điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra thì còn có một ưu điểm nữa, đó chính là sử dụng ở tủ hấp nấu dùng điện thì chi phí sẽ thấp hơn nhiều so với lại dùng ga. Điều này thì đã được Newsun nghiên cứu và khảo sát thực tế từ các hộ kinh doanh đang sử dụng tủ điện và tủ ga. Newsun đều nhận được câu trả lời rằng là sử dụng tủ điện sẽ tiết kiệm được lượng chi phí nhiên liệu tốt hơn hẳn so với lại sử dụng tủ nấu hấp dùng ga. Tuy nhiên thì tủ hấp nấu dùng điện cũng có một số nhược điểm. Ví dụ như tính đến thời điểm hiện tại thì tủ nấu hấp thực phẩm dùng điện chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó chính là công suất lớn nên không thích hợp với những nơi có nguồn điện yếu hoặc là nguồn điện không ổn định. Với những ưu điểm và nhược điểm kể trên thì chúng ta nên sử dụng tủ hấp nấu đa năng dùng điện ở những nơi có nguồn điện mạnh và luôn ổn định. Ngoài ra thì tủ điện cũng rất thích hợp với những nơi không gian nhỏ vì việc lắp đặt khá là gọn, không làm tốn nhiều diện tích như khi phải dùng thêm bình ga. Tiếp đến là tủ nấu hấp đa năng dùng ga. Vậy khi nào nên sử dụng chiếc tủ như thế này? Tủ nấu cơm dùng ga là loại tủ sử dụng năng lượng ga tạo lửa bằng van ga gia đình hoặc là van ga công nghiệp đều được. Sau đó thì sẽ được làm nóng hệ thống ống đốt chuyển nhiệt vào nước để đun sôi nước trong khoang. Ưu điểm của tủ nấu hấp dùng ga đó chính là khả năng làm nóng nhanh, có thể cơ động di chuyển khi cần thiết. Sử dụng thì tiện lợi và điều chỉnh được nhiệt dễ dàng qua núm vận ga như bếp ga gia đình. Tuy nhiên nhược điểm của nó chính là khá cồng kềnh khi cần thêm bình ga và tính an toàn không cao bằng tủ nấu hấp dùng điện. Chi phí thì cao hơn một chút so với tủ nấu hấp dùng điện. Với những ưu điểm và nhược điểm như trên thì tủ hấp nấu đa năng dùng ga sẽ rất thích hợp với những đơn vị cần di chuyển nhiều như là đơn vị nấu cỗ hay là nấu đám. Bạn chỉ cần một bình ga gia đình kết nối là có thể sử dụng tủ ngay lập tức, rất tiện lợi đúng không nào? Ngoài ra thì chiếc tủ hấp nấu dùng ga hoàn toàn không bị phụ thuộc vào nguồn điện ở nơi chế biến. Bạn sẽ không phải lo về sự cố mất điện hay là nguồn điện chập chờn, nguồn điện yếu. Tóm lại là việc nên lựa chọn tủ nấu hấp thực phẩm dùng điện hay dùng ga là tùy thuộc vào điều kiện sử dụng của từng khách hàng. Nếu như bạn lo sợ sử dụng tủ bằng ga sẽ hết ga trong lúc mà đang đun nấu thì bạn có thể sử dụng bình ga công nghiệp. Tất cả các dòng tủ nấu hấp dùng ga hay là điện của thương hiệu Newsun cung cấp đều được hoạt động tốt, ổn định và có thể nấu đa dạng các loại thực phẩm khác nhau mà không cần phải mất nhiều thời gian như nồi hấp. Ngoài ra thì Newsun còn cung cấp thêm dòng tủ kết hợp cả điện và ga. Do đó nếu như bạn lo ngại đơn vị có nguồn điện không ổn định thì có thể sử dụng chiếc tủ này. Dòng tủ kết hợp dùng được cả hai nhiên liệu. Vì nếu như có mất điện thì bạn hoàn toàn có thể chuyển sang dùng ga và nhược lại. Khi mua tủ nấu hấp thực phẩm đa năng bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành 12 tháng phần điện và 3 năm các mối hàn inox. Bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Newsun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Rất hy vọng rằng với những phân tích trong video ngày hôm nay thì các bạn đã nắm được rõ những ưu điểm của tủ nấu hấp thực phẩm dùng điện và dùng ga, từ đó mà đưa ra được sự lựa chọn một loại tủ phù hợp nhất cho đơn vị của mình. Để được tư vấn và đặt mua tủ nấu hấp đa năng thì các bạn hãy nhấc máy gọi ngay đến số hotline
0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì bạn có thể truy cập vào trang web điệnmanysan.com để tham khảo thêm những sản phẩm khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như yêu thích video này thì hãy nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.